khi mà chúng ta mới vừa nghe nói tới những cái công ty lớn đó mà họ đi thu mua Bitcoin để vào ngân sách kế toán công ty đó thì nhiều bạn có sự lo lắng là họ thu mua nhiều thì khi mà Bitcoin tăng giá họ sẽ bán Bitcoin dẫn đến giá cả có thể đi xuống rất mạnh nhưng mà trên thực tế đó các bạn thì được là điều đó không xảy ra đúng là chúng ta có những thông tin như là một hai công ty họ bán một phần Bitcoin của mình nhưng mà cái phần lớn những công ty lớn như là các bạn thì được là Tesla vẫn lưu trữ 90% của tất cả Bitcoin họ đã mua các bạn thấy được là công ty Square không có bán, Michael chỉ là không bán, mà nhiều công ty lại còn thu mua thêm. thì như là thường để chia sẻ với các bạn đó, những công ty này họ đi thu mua bitcoin, thay thế là họ lưu trữ những loại tài sản khác. giống như là họ không muốn lưu trữ nhiều vàng quá, họ không muốn lưu trữ nhiều cổ phiếu quá, họ không có muốn lưu trữ nhiều tiền mặt, tại vì lo sợ là lạm phát. thì khi mà họ đã lựa chọn lưu trữ bitcoin đó, là đây là một cái phần của ngân sách kế toán của họ, chứ không phải là chỉ đơn giản không mua bitcoin họ đợi giá lên để mà bán. Đó không phải là cái suy nghĩ của những công ty này Mà họ thật sự muốn lưu trữ Bitcoin như là một cái loại tài sản Và đương nhiên khi mà họ cần sử dụng tài sản của họ Thì họ đương nhiên sẽ bán Nhưng mà không chỉ đơn giản là tại vì giá cả tăng trưởng Mà đây đã là một phần của công ty rồi Giống như là nhiều công ty đó có cái sự suy nghĩ là họ muốn đa dạng hóa Có thể họ đã đi thu mua quá nhiều cổ phiếu của công ty của họ Họ không muốn nhiều rủi ro như vậy cho nên họ muốn đa dạng hóa Và Bitcoin là một trong những cái sự lựa chọn để mà đa dạng hóa của công ty cho nên các bạn thấy được là hơn nửa năm qua thì đã chứng minh được đó là cái quý này và cái quý nọ những công ty họ không có bán bitcoin cái số lượng công ty mà tiếp tục lưu trữ đó là cái phần lớn những công ty mà bán bitcoin tại vì theo bitcoin lên giá đó những công ty đó thật sự trên căn bản cũng không có phải là mua bitcoin vì cái lý do là để, để vào bản cân đối kế toán mà họ mua bitcoin vì cái lý do đầu tư đây là cái sự khác biệt phần lớn những công ty này mua là họ để vào bản cân đối kế toán lâu dài đó là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Thông tin kế tiếp đó là một cái thông tin mà trước đây chúng ta cũng nghe nói tới Các bạn cũng đã nhớ là có một cái luật ở nước Đức ở Germany thì cái luật này đó là sắp sửa là đã có cái sự kích hoạt vào thứ hai này như là ngày mai thì cái luật này là luật mà cho phép những cái quỹ đầu tư đó gọi là special funds hay là special fund đó, những cái quỹ đầu tư đặc biệt này những quỹ đầu tư hiểu cách đơn giản là họ đầu tư vào quỹ về uh, hưu hay là những quỹ đầu tư này đó họ quản lý những cái quỹ như là quỹ từ thiện vân vân thì những quỹ đầu tư này đó dựa theo luật của nước Đức À, được thông qua thì họ có thể là đầu tư lên tới 20% của tổng số tài sản của quỹ vào trong Bitcoin Và cái thông tin chúng ta nhận được đó là có ít nhất đó là một trong những công ty Đó chính là DecaBank Đây là một trong những công ty mà đang suy nghĩ là họ sẽ thu mua Bitcoin Bao nhiêu thì chúng ta không biết và để... À, rõ ràng hơn là hiện bây giờ họ chỉ nói là họ đang suy nghĩ đến tại vì sao tại vì họ nói là lực của nước Đức bây giờ cho phép thì lý do họ suy nghĩ là tại sao là không thể nếu như lực đã cho phép nhưng mà vẫn chưa có thông tin chắc chắn và các bạn thấy được là tổng cộng đó là tới 4.000 công ty nằm trong cái khối là Spectral Fonds này có thể đầu tư lên tới 20% vào trong thị trường Bitcoin và Decabank công ty chúng ta mới vừa nói tới đó là một trong những công ty đầu tư mà họ đang quản lý lên tới 403 tỷ đô la thì hiện bây giờ đây là cái thông tin mới nhất và 4.000 công ty đó các bạn thấy được là họ quản lý lên tới 2,1 nghìn tỷ đô la thì nếu như mà thật sự là họ đầu tư chỉ cần là 10% thôi thì các bạn thấy được là con số là bao nhiêu và nếu như họ đầu tư lên tới 20% vào cho bitcoin con số là bao nhiêu đây là những cái thông tin tốt mà thường muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp là cái công ty paypal đó thì họ đang tiến triển và họ đang mướn người ở Ireland thì uh, bây giờ đó là công ty PayPal đã từ từ tiến tới và họ nói là họ muốn uh, mướn người ở uh, hai nơi đó chính là Dublin và Dundalk Office nghĩa là hai cái uh, chi nhánh này của PayPal họ muốn mướn người và những người mà biết về luật chống lại cái việc rửa tiền thì trong cái cuộc nói chuyện gần đây đó Thì CEO Dan Show mình đã nói là bộ phận mà bán Bitcoin đó, bán crypto Các bạn có thể biết là PayPal bây giờ đã cho phép giao dịch Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và Litecoin Dan Show mình đã nói là cái thu nhập đến từ cái bộ phận giao dịch crypto đã cao hơn là công ty tưởng tượng và chúng ta cũng đã thấy đây gần đây đó công ty paypal cũng đã có những lời phát biểu như là họ sắp sửa có một cái ứng dụng tôi nhớ là super app thì ứng dụng này đó là có một số những chức năng liên quan đến crypto có thể cho những cái user, những cái người khách hàng của PayPal có thể có được những cái lợi nhuận khi mà sử dụng PayPal. Và gần đây nhất là họ nói là họ sẽ bắt đầu triển khai. Bây giờ ở Hoa Kỳ đã có thể là mua bán crypto thông qua PayPal. Nhưng mà sắp tới đây, họ nói là trong vòng vài tháng tới đây thì ở Vương Quốc Anh, United Kingdom cũng sẽ có những chức năng tương tự. Nhiều bạn để lại comment dưới là mình sử dụng PayPal nhưng mà vẫn không thấy chức năng đó tại vì có thể bạn không ở Hoa Kỳ cho nên hiện bây giờ đó chức năng giao dịch crypto chỉ có mặt ở hoa kỳ mà thôi nhưng mà trong vài tháng tới đây sẽ có mặt ở nước anh công ty paypal đang tiến tới rất nhanh để mà phát triển cái việc là mua bán crypto chớ tiếp nữa là cái thông tin thông tin này đã hôm nay được chia sẻ rất nhiều đó chính là thông tin liên quan tới nước el salvador thì gần đây đó các bạn thì được là có những cái thông tin trái chiều liên quan tới việc là nước El Salvador công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp. tôi để chia sẻ với các bạn đó là có những cái hình ảnh là người dân biểu tình nhưng mà thực tế đó cái số lượng người biểu tình không có là bao nhiêu hết. Đó. Thì vì hình ảnh đó, thì các bạn thì được là khiến cho nhiều người có cái suy nghĩ là những người biểu tình rất đông nhưng mà thật sự là không có đông nhưng mà sự thật đó là có rất nhiều người ở nước El Salvador bây giờ họ vẫn cần có những cái kiến thức căn bản liên quan tới Bitcoin, đó là sự thật nhưng mà về việc chống lại đây thì không có là bao nhiêu người các bạn có thể tìm thấy những cái hình ảnh thường để chia sẻ ở trên channel Thuận Capital, uh, Facebook và Twitter và Telegram nhưng mà cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn là gần đây chúng ta nghe nói tới những cái động thái giống như là không hài lòng đến từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF đối với lại El Salvador thì nhiều người đó lo sợ về cái việc là IMF có tiếp tục để mà hỗ trợ El Salvador về cái phương diện tài chính hay là không? Tại vì El Salvador cũng là một nước mà mượn rất nhiều tiền từ IMF, thì nhiều người cho là vì lý do đó có thể là quốc gia El Salvador và nhất là tổng thống Nayib Bukele có thể là phải nhượng bộ. Nhưng mà các bạn thấy được ngày hôm nay đó thì có một cái nhận định được chia sẻ bởi ngân hàng lớn thứ nhì của Hoa Kỳ, đó chính là ngân hàng Bank of America thì ngân hàng Bank of America này đã đưa ra một số những nhận định là họ nói là cái việc mà IMF đó có thể ép buộc El Salvador làm gì không về cái vấn đề liên quan tới Bitcoin. Đương nhiên là quỹ tiền tệ quốc tế họ không thích Uh, Bitcoin tại vì họ không quản lý được và những quỹ tiền tệ quốc tế đó thì thường đó là họ dùng cái số tiền mà cứu trợ hay là cái số tiền cho mượn đó, đó dùng đó để mà khiến cho những cái quốc gia này phải theo ý của họ về một cái phương diện nào đó thì đương nhiên bây giờ có Bitcoin không hài lòng nhưng mà đối với lại Bank of America đó thì họ nói là IMF chỉ nói gì thôi chứ còn cái việc mà ghi áp lực đó thì sẽ không có thành công và họ cũng không muốn. Tại vì sao? Tại vì dựa theo Bank America đó thì cái việc mà chấp nhận Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp của nước El Salvador thì có một số những cái yếu tố tốt. Như là họ đã liệt kê. Thứ nhất là Bank America nói là sẽ giúp đỡ được những người dân của nước El Salvador gửi tiền về quốc gia của họ một cách là tốn phí ít hơn và nhanh hơn tại vì 24% của tổng sản lượng quốc nội của El Salvador là đến từ việc gửi tiền từ nước ngoài vào trong nước ở Salvador tại vì nước này là một nước mà không có giàu và nhiều người đó ở nước này đó họ đi làm việc ở những quốc gia khác sau đó họ gửi tiền về cho nên cái ngành mà gửi tiền nên là một ngành chiếm tới 24% của GDP của nước El Salvador lận thì có thể là các bạn nghĩ là sử dụng ngân hàng thì đơn giản hơn nhưng mà không đơn giản như vậy nếu như mà các bạn đã từng muốn gửi một số lượng tiền tương đối là lớn từ nước uh, hoa kỳ hay là bất cứ nước nào qua một quốc gia khác các bạn sẽ thấy được là cái sự trở ngại như thế nào các bạn cần phải điền đơn các bạn cần phải sử dụng wire uh, các bạn sẽ thấy được cái phí rất là cao và tốn rất nhiều thời gian cái mà các bạn thấy là nhanh gọn lẹ đó là chỉ là gửi trong nước mà thôi Nếu như mà các bạn muốn gửi số lượng lớn thì các bạn sẽ thấy được là cái sự khó khăn như thế nào Giống như là nếu như mà các bạn muốn gửi giá sử như là 50.000 đô từ Hoa Kỳ Việt Nam Các bạn gửi thông qua wire các bạn sẽ thấy được là cái phí nó cao cỡ nào và tốn bao nhiêu thời gian Cho nên cho dù là Bitcoin nó có nhiều cái nhược điểm và đang được khắc phục bởi sử dụng những cái mạng lưới như là giải pháp tầng hai Line Network thì các bạn thấy được cái phí vẫn thấp hơn cho nên việc là El Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp sẽ khiến cho người dân ở nước ngoài gửi tiền vào cho El Salvador dễ dàng hơn và đương nhiên việc này có thể làm tăng à, cái GDP của nước El Salvador lên đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì được nói tới bởi Bank of America đó đó chính là đây là một cái sự tiến tới về cái công nghệ tài chính ở nước El Salvador cũng là một điều tốt. Kế tiếp nữa là cái sự lựa chọn đối với lại người dân của El Salvador đó thì đương nhiên đây không phải điều ép buộc các bạn thấy là nhiều người nói là tại sao lại ép buộc người dân sử dụng Bitcoin không ai ép buộc ai hết người dân của nước El Salvador đó hoàn toàn có thể lựa chọn là tiếp tục sử dụng đồng đô la tại vì nước này là một nước mà không có đồng quốc gia của họ thì các bạn thấy được đây là một trong lý do có thể là nhiều bạn không hiểu rõ về nước El Salvador nói là tại sao mà chính phủ lại cho phép Bitcoin là tiền tệ hợp pháp tại vì trên căn bản nước El Salvador đó không có tiền quốc gia tiền chính thức của nước Salvador đó trước khi có Bitcoin đó chính là đồng đô la thì đương nhiên các bạn hiểu được là người dân ở Salvador không phải là người dân Mỹ, họ không có bất cứ một cái quyền lợi gì hay là tiếng nói gì hay là cái quyền được bỏ phiếu liên quan tới chính trị của Mỹ hay là liên quan tới chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Cho nên một người dân mà phải sử dụng tiền của một quốc gia khác mà không có cái tiếng nói đó thì sẽ rất kết thiệt thòi liên quan tới họ không thể nào quản lý được phần trăm lạm phát là bao nhiêu. Các bạn hiểu được là Fed thì đương nhiên là không cần phải quan tâm đến người dân của Salvador là muốn gì hay là họ nghĩ gì, tại vì đó là sự lựa chọn của Salvador sử dụng đồng đô la thì bây giờ đó có thêm Bitcoin thì có thêm một cái sự lựa chọn cho người dân người dân có thể sử dụng Bitcoin hay là sử dụng đồng đô la đó là quyền của người dân không ai ép buộc ai hết chỉ có là các bạn là một doanh nghiệp thì các bạn không thể nào mà không chấp nhận nếu người dân muốn sử dụng Bitcoin họ sẽ sử dụng Bitcoin và bạn phải chấp nhận đây là một trong những điều mà Bank of America đã hiểu rõ và nói đó là ít ra Bitcoin thì cho người dân của nước El Salvador thêm một sự lựa chọn và cuối cùng đó cái việc là chấp nhận bitcoin cũng như là mở rộng tay đối với những tiền kỹ thuật số đó thì có thể thu hút được những cái công ty làm việc nhiều với el salvador có thể kích thích cái nền kinh tế của el salvador xuất nhập khẩu hay là liên kết với công ty nước ngoài như là các bạn thì được có thể thu hút nhiều công ty mà đào bitcoin đến el salvador họ sẽ có thể gây dựng công ty mướn người vân vân thì đương nhiên sẽ tốt cho nền kinh tế của el salvador cũng như là El Salvador có thể thu hút nhiều những công ty mà họ làm những cái máy ATM, những máy rút tiền Bitcoin có thể đến El Salvador và nhiều những công ty khác liên quan tới Bitcoin cho nên Điều mà Bank of America muốn nói đây đó là cái sự chấp nhận Bitcoin trong nước El Salvador không hẳn là xấu mà còn có nhiều cái lợi ích Vì lý do đó họ đã nói là bây giờ họ chẩn đoán đó là GDP của nước El Salvador năm 2021 là 12% nghĩa là tăng gấp đôi trước đó họ chẩn đoán là chỉ có 6% mà thôi bây giờ họ nói là lên tới 12% tại vì cái việc El Salvador chấp nhận Bitcoin đây là cái sự chẩn đoán của Bank of America không những là xấu mà còn rất tốt đối với GDP của El Salvador các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới một thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó liên quan tới Bitcoin đó chính là một trong những cái tin đồn Thì bây giờ đây đó thằng chỉ là một tin đồn mà thôi Các bạn cũng đã biết là công ty lớn thứ ba trên thế giới đó chính là Saudi Aramco Thì đây là một công ty mà đào dầu đó Thì khi mà đào dầu đó sẽ có những cái khí gọi là cái khí gas đó. Khi mà các bạn đào sẽ tạo những cái khí gas đó Và bây giờ đó đó là một loại năng lượng mà không được sử dụng Thì một công ty À, đầu tư vào đào Bitcoin ở Brazil đó, Ray Nasser đã nói trong cái cuộc phỏng vấn với Bitcoin Heroes YouTube channel là có thể là đang đàm phán với lại công ty Abramco để mà có thể sử dụng những cái khí gas được tạo ra khi mà họ đào lấy gas để mà chuyển qua thành dầu hay là thành xăng đó thì cái khí ga đó là một loại năng lượng và có thể dùng cái khí ga đó để mà đào Bitcoin rất có hiệu quả thì đương nhiên nếu như đây là sự thật đó, đây là một chuyện rất lớn nhưng mà bây giờ chỉ là tin đồn mà thôi chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi nhưng mà điều mà các bạn thấy ở đây đó là nhiều người thì chỉ trích Bitcoin là sử dụng quá nhiều năng lượng đó là điều đúng cho Hoa là sai Bitcoin sử dụng rất nhiều năng lượng tại vì cái việc đào Bitcoin là một trong những việc rất là quan trọng để mà bảo vệ mạng lưới Bitcoin xác nhận những cái giao dịch thì đương nhiên sử dụng rất nhiều năng lượng đó là điều đúng nhưng mà có nhiều điều mọi người đó đều không có tìm hiểu kỹ trước khi mình chỉ bitcoin đó chính là cái số lượng năng lượng sạch để mà sử dụng đào bitcoin đó rất là nhiều chứ không phải là ít giống như là các bạn thấy được gần đây đã đã có những cái hiệp hội đào bitcoin được tổ chức bởi Michael sailor của Michael Strategy thì những cái hiệp hội đó đã đưa ra nhiều cái thống kê là cái số lượng năng lượng sạch dùng để mà đào bitcoin là bao nhiêu và kế tiếp nữa các bạn thấy được là nhiều người đó thì không hiểu là những cái năng lượng mà tái tạo đó năng lượng thiên nhiên như là đến từ gió hay là đến từ thủy lực vân vân hay là đến từ năng lượng mặt trời thì không dễ dàng di chuyển đó là lý do tại sao các bạn thấy được là khi mà người ta đó tạo những năng lượng đó đó thì không thể nào dễ dàng di chuyển đến khu dân cư hay là đến nơi tiêu thụ được cho nên phần lớn những năng lượng đó đó là coi như là không có ai xài hết coi như là bị bỏ đi và một chuyên cách đó để mà lưu trữ cái nguồn năng lượng đó trở thành một cái loại tài chính đó chính là sử dụng nguồn năng lượng đó để mà đào Bitcoin. Đây cũng là một trong những cái cách suy nghĩ mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến. Bitcoin là một trong những công cụ rất là tốt, không chỉ riêng là lưu trữ giá trị, không chỉ riêng là các bạn dùng Bitcoin để chống lại lạm phát mà cũng có thể là một cái công cụ rất tốt để mà lưu trữ lại những nguồn năng lượng mà không được sử dụng. Dùng những nguồn năng lượng đó để mà lưu trữ giá trị lại bằng cách là đào Bitcoin.